chúng ta còn chờ gì nữa, hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho nữ ca sĩ trẻ của chúng ta, ca sĩ Thanh Thanh Hồng. Ở chơi đi, anh có việc phải đi à? Anh mới ghé mà. Anh. Nếu có yêu một ai, xin hãy nhớ rằng biết lắng nghe và luôn dành trọn vẹn hết con tim yêu không hối tiếc. Nếu có yêu một ai, xin hãy nhẫn nại nên cái tôi dù cho ai sai đúng, chỉ cần là một cái ôm xóa dịu đi tất cả tổn thương. Thời gian lấy mất khoảnh khắc yêu đau, từng có hạnh phúc sẽ lẫn đớn đau, cuộc sống chỉ muốn ở mãi bên nhau, trân trọng nhau từng giờ từng phút. Nếu quá khứ có buồn, chỉ xin anh đừng chút vào hết cho người. Cậu Bảo kêu tôi có gì không? Kêu cô gái đó xuống đây cho tôi. Dạ được, cậu Bảo yên tâm nha, tôi đi liền. Cô em nè, đi đi. Vô đây em, vô đây, cậu Bảo nè. Cậu Bảo, đây là nữ ca sĩ Thanh Thanh Hồng. Chào em. Dạ chào anh. Em ngồi xuống cậu Bảo đi, ngồi xuống. Cậu Bảo ngồi chơi vui vẻ với em nha. Em ngồi sát vô đi, ngồi con chút xíu không sao đâu nha, nha. Anh đi. Anh ơi, anh đi đâu vậy anh? Thôi, có anh mà, em lo cái gì. Anh lo cho em. Anh làm cái gì vậy? Đâu, anh đâu có làm gì đâu. Tại thấy em đẹp quá mà. Anh đừng làm vậy. Thôi, có gì đâu mà ngại. Kìa, em thấy không? Mọi người đang giống dáng vui vẻ mà. Mày dám đánh tao? Để tao coi hôm nay làm sao mày thoát được tao. Cô tôi đi. Bạn ơi, tao không thích đừng ép bạn ơi. Ta không thích được của em. Đau tao rồi. Ra đường chơi, chơi sao cho ta nể với bạn. Đau. Đau quá. Lâm ca. Buông tay ra giùm má đi. Cái này là khách VIP mà. Ví dụ Lâm ca không nghĩ tới má thì cũng nghĩ tới mấy em ở nhà. Tụi nó cũng ăn cơm, tụi nó cũng mặc đồ mà. Buông ra giùm đi. Cậu ơi, cậu có bị làm sao không cậu? Tôi cái quán mà làm ăn kêu gì? Dạ. Đi chơi gái mà cũng bị đánh hả? Dạ không có, cái này hiểu lầm thôi, người quen, hiểu lầm. Cậu ơi, thôi tôi xin lỗi cậu, thiệt cả tôi nghiêng mình tôi xin lỗi cậu. Cậu, thôi coi như cái bữa ngày hôm nay á là tôi đãi cậu ha. Đãi gì, tôi thiếu gì tiền? Dạ, vậy thôi, cậu muốn kêu em nào, điều em nào cũng được hết. Dạ, cậu muốn là có, cậu muốn tôi đi với cậu cũng được. Tôi muốn con nhỏ này. Dạ cậu, nhỏ này được chứ bé không được cậu. Đây là ca sĩ tôi mời ngoài về, người ta bán nghệ chứ không bán thân cậu. Để coi bán nghệ được bao lâu. Anh chờ em. Mất hứng rồi. Cậu ơi, dạ thôi, hôm nay mình mất hứng rồi, mai mình có hứng mình hoành lại cậu nha. Dạ, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe. Mày nhớ mặt tao. Yeah.
Dạ cậu về. Không sao đâu con. Khách VIP mà. Ờ, khách VIP. Khách VIP dơ vậy? Thôi kệ đi, người ta dơ sạch gì, người ta có tiền đưa cho mình để mình lo cho mấy em được rồi. Thôi lần sau làm ơn đừng có đánh lộn giùm tôi một cái nha. Trời ơi. Cảm ơn anh đi. Mất khách mẹ rồi. Em chơi với anh nha, bao nhiêu anh cũng trả. Lộn vô người tôi, của tôi ra. Chị tao hả? Mày là ai? Anh Lâm, em không biết. Bạn gái anh Lâm. Em xin lỗi anh Lâm, em xin lỗi. Biết. Cậu có sao? Dạ em không sao. Cảm ơn anh. Sao cô không về đi? Đứng đây chi nữa? Lát tụi nó tới kiếm chuyện nữa sao? Em đợi bạn đến đó. Mà tôi nghĩ cô không nên hát ở đây nữa đâu. Ở đây không hợp với cô. Mấy người tới đây toàn mấy người không đàng hoàng không à. Ủa? Anh cũng là người ở đây mà. Tôi khác. Nhưng mà sau chuyện này chắc mai mốt em cũng không có hát ở đây nữa đâu. Ủa mà sao anh cũng đứng đây? Anh cũng đợi bạn đến đó hả? Xe tôi hư, tôi cũng đợi bạn tới đó. Đứng đợi bạn tới đó một chút. Bạn em tới đó rồi kìa. Sao anh lâu quá vậy? Kẹt xe xíu. Đây là bạn hay là... Đúng rồi, tôi là bạn của Hồng. Có bạn tới rước rồi, thôi tôi về nha. Ủa? Mà sao anh về? Bạn của anh chưa đến đó mà. Tôi muốn đi bộ về tập thể dục cho nó khỏe. Anh đi về. Ủa? Anh mới mua xe hả? Xe xịn như vậy chắc là mắc tiền lắm ha. Cũng không mắc đâu. Anh mới mua trên cái app OK xe này nè. Chỗ này á, giá cả phải chăng mà uy tín nữa. Hay quá vậy. Lần đầu tiên em mới biết có một cái app vậy luôn á. Thôi về đi. Ở đây đứng đâu không có tốt đâu. Mình về. Ui da. Nhẹ thôi. Chịu khó một tí nè. Trời ơi, sao mà tụi nó mạnh tay quá vậy trời. Đâu, tôi làm nhẹ nhẹ tay thôi. Ba bị sao vậy? Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Thì tụi giang hồ đó con. Ba con chỉ đánh bài nợ tiền tụi nó, giờ tụi nó lại đòi. Sao ba lại đánh bài nữa? Mày tưởng mà tao muốn lắm hả? Tại con gái vô dụng như mày đó, cho nên tao mới bị như vậy nè. Nào mày nhìn đi. Con người ta đó, lấy chồng giàu, thấy không? Cha mẹ người ta xài tiền rủng rỉnh luôn. Còn mày á, dắt nào về mày cũng chê nữa. Làm eo làm giá không à. Nhưng mà đâu thể tại vì như vậy mà ba đi đánh bài để nợ giang hồ chứ. Tôi trả đeo đó. Tao cờ bạc lấy tiền luôn mày. Để tốn tiền cho mấy mẹ mai mối kiếm chồng cho mày nữa. Thấy không? Nè, tao nói cho biết mày lớn được cái từng này đó là cũng nhờ tiền cờ gian bạc lận của tao đó, biết không? Con à, ba con ông nói đúng đó. Con cũng mau lấy ông chồng giàu đi, còn giúp ba mẹ trang trại nợ nần nữa. Tụi nó nói 10 ngày nữa thôi mà không có tiền trả đó là tụi nó phá nhà mình tiếp. Trời, lúc đó chắc ba mẹ chắc bỏ đi biệt xứ luôn quá. Nhưng mà con chưa muốn lấy chồng,
hôn nhân làm sao có thể hạnh phúc nếu mà dựa trên tiền bạc. Nó phải dựa trên tình cảm chứ ba mẹ. Trời ơi, không có tiền lấy gì hạnh phúc hả con? Đây nè, con nhìn nhà mình đi, con thấy hạnh phúc không? Ba mẹ muốn con lấy chồng giàu là để yên ấm tấm thân, con có cuộc sống an nhàn, được hạnh phúc nữa. Mà con chưa bao giờ thấy ba mẹ hết á. Nhà này vô phúc mới có đứa gái như mày. Mày chỉ nghĩ cho cái thứ tình cảm dớ dẫn của mày, chứ mày không nghĩ gì cho cha mẹ mày hết trơn. Đồ ích kỷ. Bây giờ chẳng lẽ con thấy ba mẹ sắp chết rồi mà con không thương, không giúp gì sao? Nhưng mà không có nhân gì hết. Tao đặt đâu rồi đó. Bắt đầu ngày mai nè, tao kêu mấy mẹ mai mối đó kiếm chồng cho mày. Thấy không? Tao không cần biết là ngoại hình xấu đẹp làm sao, kệ. Thấy không? Tuổi tác sao tao cũng mặc kệ, miễn giàu là được. Ba mẹ chỉ cần tiền thôi đúng không? Con xin lỗi.